Long An vừa ban hành kế hoạch thực hiện đề án truyền thông về quyền con người trên địa bàn tỉnh, trong đó nhấn mạnh đến việc thông tin đầy đủ kịp thời giúp người dân hiểu rõ về quan điểm, chủ trương, thành tựu bảo đảm quyền con người ở Việt Nam, đồng thời phản bác thông tin sai lệch, xuyên tạc về thực hiện quyền con người ở Việt Nam và trên địa bàn tỉnh Long An. Trong đó tập trung truyền thông luật pháp quốc tế về quyền con người, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về quyền con người, tình hình nỗ lực về thành tựu bảo đảm quyền con người trên các lĩnh vực, trong đó có công tác xóa đói giảm nghèo, chăm lo đời sống của người dân, các đối tượng yếu thế dễ bị tổn thương để không ai bị bỏ lại phía sau. Các thông tin tích cực đề cao các giá trị đạo đức, hướng thiện, lối sống nhân văn, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lòng yêu nước, tự hào dân tộc.